Người dân thủ đô phát hoảng khi nước sinh hoạt có mùi lạ. Hàng nghìn hộ dân ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông bất an lo lắng vì nước sinh hoạt chảy ra từ vòi, xuất hiện mùi hôi của hóa chất. Ngày 11 tháng 10, nhiều hộ dân sinh sống tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đồng loạt phản ánh từ đêm ngày 10 tháng 10, nước chảy ra từ vòi đã xuất hiện mùi lạ. Bà Vũ Thu Hồng, 58 tuổi, sinh sống tại cụm Giáp Nhất, phường Nhân Chính cho biết, sáng nay khi ngủ dậy, bà phát hiện nguồn nước sinh hoạt có mùi hóa chất bốc lên nồng nặc, khó chịu. Khi xả vòi nước thì chúng tôi thấy nước vẫn trong, nhưng có mùi hôi nồng nặc, rất khó ngửi, vừa quyện mùi hóa chất, vừa có mùi khét nồng. Nếu đưa nước lên mũi ngửi sẽ thấy rất rõ. Hiện tại, gia đình tôi cũng như nhiều người dân khác đang bất an, lo lắng, không rõ vì sao nước lại như vậy, bà Hồng chia sẻ. Anh Trần Quốc Quân, đại diện dân cư tòa nhà HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng cho biết, nhiều người dân phản ánh nước xuất hiện mùi từ tối ngày 10 tháng 10 và kéo dài cho đến bây giờ vẫn chưa hết. Hiện tại, nhiều hộ dân hoang mang, không dám sử dụng nguồn nước này để nấu ăn mà phải đi mua nước bình về dùng. Sau khi phát hiện điều bất thường, chúng tôi đã phản ánh sự việc với ban quản lý tòa nhà. Trong chiều nay, đại diện 12 tòa HH cùng đại diện chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà sẽ làm việc với đại diện công ty nước sạch Viwaco và làm rõ nguyên nhân dẫn đến nước có mùi lạ. Đồng thời cũng yêu cầu phía công ty lấy mẫu nước mang đi kiểm tra, anh Quân thông tin. Tương tự, anh Nguyễn Trung Dũng sống ở tòa nhà Thăng Long Victory, huyện Hoài Đức, Hà Nội cũng cho hay nguồn nước có mùi clo đậm đặc và rất hắc từ chiều ngày 10 tháng 10. Hiện tại, gia đình anh cũng như nhiều gia đình khác không dám lấy nước này để nấu ăn mà phải mua nước bình về dùng. Trưa cùng ngày, ông Cao Hải Tháp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nước sạch Viwaco, đơn vị cung cấp nước sạch tới người dân xác nhận thông tin nguồn nước có mùi lạ. Chúng tôi lấy nguồn nước từ nhà máy nước sông Đà. Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, chúng tôi đã lấy mẫu nước gửi lên cho nhà máy và các cơ quan có liên quan để xem nguyên nhân do đâu, có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Hiện tại, chúng tôi đang chờ kết quả cuối cùng từ các đơn vị này, ông Tháp nói. Theo vị này, hiện tại đơn vị đang cung cấp nước cho người dân ở các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Trì sử dụng nước sông Đà với gần khoảng 70.000 hộ dân. Để làm rõ sự việc trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà, Viwaco, đơn vị vận hành và cung cấp nguồn nước sạch sông Đà. Tuy nhiên, lãnh đạo không nghe máy. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.